tượng Chúa Kitô nhỏ lệ trong lễ đưa chân một linh mục. Ý kiến của giáo phận Suza Guzman. Giáo phận Suza Guzman của mẹ Tây Cơ nằm trong giáo tỉnh Guadalajara, có khoảng 413.000 người công giáo, chiếm tỷ lệ 95% trong tổng số dân 434.400 người. Toàn giáo phận có 115 linh mục, bao gồm 96 linh mục triều và 19 linh mục dòng, coi sóc 60 giáo sứ ngày 27 tháng 3, một video lan truyền nhanh chóng từ một giáo sứ ở Chalisco mô tả một bức tượng Chúa Kitô được báo cáo là đang nhỏ lệ trong đám tang của một linh mục. Các tín hữu tại giáo sứ Đức Mẹ Tị Nạn ở Chalisco, Guza Guzman, mẹ tay Cơ cho biết họ đã chứng kiến bức tượng khóc trong đám tang cha sợ của họ. Thánh lễ đưa trưng cha Heriberto Lopez Baraka, đã diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày thứ bảy 27 tháng 3 do Đức cha Oscar Armando Campos Contreras chủ tế. Mạng Church Pop cho biết các giáo dân khẳng định trên Kucho Television rằng bức tượng Chúa Kitô đã nhỏ lệ trong lễ an táng của cha Javier Đức cha Oscar có mặt ngay tại hiện trường. Ngài có lẽ cũng tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, nên một cuộc điều tra của giáo phận đã được tiến hành. Trước những biến cố lạ lùng như thế này, giáo hội luôn có những cuộc điều tra để có thể kết luận là Constante Supernaturalitate, tính chất siêu nhiên được chứng thực, nghĩa là giáo hội công nhận là phép lạ hay y non constante supernaturalité tin trước không chịu nhiều được chứng thực hay là do người ta sáng dựng de... ra không có thật hôm thứ sáu 6, 11 tháng 6 giáo phận cho biết kết quả cuộc điều tra đã được hoàn thành 5 điều cần biết về phép lạ và các cuộc hiện ra Trong khi chờ đợi một kết luận chính thức về câu chuyện phép lạ tại giáo phận Shilda Gorman của Mỹ Tây Cơ Trong chương trình này, Phương Thảo xin giới thiệu một bài của nhà nghiên cứu Michael O'Neill được đăng trên National Geographic có tựa đề là 5 điều cần biết về phép lạ và các cuộc hiện ra Thứ nhất, giáo hội khẳng định có phép lạ Giáo hội Công giáo rất thận trọng trong rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề phép lạ. Tuy nhiên, giáo hội thực sự công nhận rất nhiều phép lạ và khẳng định rằng các phép lạ này thực sự đã xảy ra. Trong hầu hết các lễ Tuyên phong Chân phước và Tuyên thánh, Đức Thánh cha công bố việc nhìn nhận một hay hai phép lạ đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của vị Chân phước và vị thánh được Tuyên phong như một bảo chứng cho thấy các ngài đang được hầu cận thiên nhan chúa. Như thế, giáo hội công giáo trong mọi thời đại, ngay cả trong thời đại này, tiếp tục khẳng định rằng phép lạ thực sự đã xảy ra. Đã có hàng ngàn, hàng ngàn các trường hợp đã và đang được giáo hội xem xét. Nhiều trường hợp đã được phê duyệt cho thấy phép lạ được nhìn nhận là đã xảy ra trên khắp mọi nơi quốc gia trên thế giới trong suốt toàn bộ lịch sử thứ hai, các cuộc hiện ra được báo cáo nhiều nhất là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Một trong những điều khá lý thú là đa số các cuộc hiện ra được báo cáo là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Cũng có các báo cáo về các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu và các thánh, nhưng cho đến nay, số cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria được báo cáo là nhiều nhất cùng với các cuộc hiện ra này, nhiều người cũng đưa ra các thông điệp được cho là rất quan trọng cho các tín hữu. Thứ ba, đến nay, tòa thánh chỉ công nhận 16 cuộc hiện ra. Trong suốt lịch sử, giáo hội rất thận trọng trong việc nhìn nhận các cuộc hiện ra. Lý do phải thận trọng là vì rất nhiều các cuộc hiện ra được đính kèm với các thông điệp có những thông điệp phù hợp với đức tin công giáo, hướng dẫn các tín hữu sống tốt lành và làm thế nào để trở nên gần gũi hơn với Chúa Kitô. Nhưng cũng có cả các thông điệp đưa ra những điều kỳ quái, trái nghịch với đức tin công giáo. Những lời tiên tri về thời sau hết, sự trở lại trái đất của các vật thể lạ một số điều rất điên rồ nên giáo hội cần phải tìm hiểu xem những điều nào có thể trở thành một vấn đề đối với các tín hữu hoặc đi ngược lại đức tin và luân lý và thực hiện các điều chỉnh về mục vụ. Thứ tư, cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ được biết đến là vào năm 40 sau Chúa giáng sinh. Theo truyền thống, cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ được biết đến là vào năm 40 sau Chúa giáng sinh. Lúc đó, Thánh Giacobbe Tông Đồ, còn ông jbd đang tuyệt vọng, không biết làm thế nào để thúc đẩy công cuộc rao giảng tin mừng tại Compostela bên Tây Ban Nha. Trong khoảng khắc tuyệt vọng này, Đức Mẹ hiện ra với Ngài để khuyến khích và an ủi. Sự tích này còn được ghi lại tại Vương cung Thánh đường Santiago de Compostela, nơi được xem là còn lưu giữ lại thánh tích của Ngài, chịu tử đạo vào năm 44. Cuộc hiện ra này của Đức Trinh Nữ Maria là cuộc hiện ra rất lạ lùng vì lúc đó Đức Mẹ vẫn còn sống. Thứ năm, các thị kiến về Đức Mẹ tại Međugorje là lạ lùng hơn bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Trường hợp Međugorje rất độc đáo theo nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết, đã có rất nhiều người trên thế giới nói rằng họ nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria hoặc nhận được các thông điệp hoặc một phép lạ nào đó đã xảy ra cho họ tại Mejhgori. Thứ hai là từ năm 1981 đến nay đã 36 năm, sáu thanh niên thiếu nữ nói đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại Mejhgori vào ngày 24 tháng 6 năm 1984. Năm 1981 vẫn kiên trì quan điểm của họ nhiều người băn khoăn không biết sáu người này thực sự đã thấy Đức Mẹ hiện ra với họ hay suốt hơn 30 năm vẫn kiên trì phối hợp với nhau trong một nỗ lực lừa bịp rất quy mô như thế. Mezugori còn độc đáo ở chỗ có rất nhiều thông điệp hàng ngàn và hàng ngàn thông điệp hàng ngày xảy ra từ năm 1981. Những thông điệp này đã được phân phối trên toàn thế giới thông qua mạng lưới được phối hợp rất tốt. Điều này chưa từng bao giờ xảy ra trong lịch sử của thế giới. Thông qua Internet và các mạng truyền thông xã hội, thật là dễ dàng để tung các thông điệp như các thông điệp Mejugori ra cho các tín hữu.